Mới đây, Mon 2K Trần Ngọc Ánh đã đăng lên hình ảnh cùng bài chia sẻ về sự bị người bạn ngân 98 dắt mũi nhiều tháng liền. Cả hai cùng check-in tại một địa điểm ở Đà Lạt. Theo đó, Ngân 98 cho biết chuyện chia ly là do Lương Bằng Quang ngoại tình, liên tiếp dẫn gái lạ về nhà. Về phần Ngân 98, cô bị một tài khoản Facebook tố cô tiền thuê, để lại một bãi chiến trường với hàng tá quần áo, đồ cá nhân, khiến khổ chủ phải lao công khổ tứ. Sau đó, Ngân 98 đăng bài ta tớt cho rằng mình không còn có lỗi trong các công việc này vì có người đang có ý định hãm hại cô. Đồng thời cô còn bị Lương Bằng Quang đòi quà sau khi chia ly. Trước vụ việc này, Mon 2K đã đăng bài chỉ trích cách sống lỗi của Lương Bằng Quang đến kể xấu việc bạn trai cũ Ngân sang tại nhà đòi sofa quà đã khuyến mãi khi yêu. Thậm chí Mon 2K bức xúc vì mình chẳng làm cái gì cũng bị Lương Bằng Quang thẳng tay bóp Facebook.